Trong chuyến làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về đánh giá đề án thành lập phường An Bình A, phường An Bình B và thành phố Hồng Ngự vào sáng nay ngày 28 tháng 5, đoàn công tác liên ngành của Bộ Nội vụ đã đóng góp nhiều ý kiến đối với đề án này. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đề nghị địa phương hoàn chỉnh lại đề án để đảm bảo tính thuyết phục trong đó nhấn mạnh về sự cần thiết để thành lập phường An Bình A, phường An Bình B và thành phố Hồng Ngự. Ông Trần Anh Tuấn đề nghị địa phương phân tích và luận giải về thách thức, cơ hội khi thị xã Hồng Ngự phát triển lên thành phố. Đồng thời lưu ý thị xã Hồng Ngự xây dựng clip giới thiệu ngắn gọn về thị xã, nhưng phải phản ánh được hiện trạng, những đổi mới và bước phát triển đô thị. Chuyển mô hình chính quyền nông thôn sang chính quyền đô thị, quan tâm bảo vệ môi trường và xử lý rác thải, tiếp tục đầu tư và củng cố hạ tầng đô thị. Ghi nhận các góp ý của Thứ trưởng Bộ Nội vụ và thành viên đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng cảm ơn đoàn đã khảo sát và hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp hoàn thiện đề án. Ông Nguyễn Thanh Hùng và lãnh đạo thị xã Hồng Ngự đã làm rõ những vấn đề đoàn công tác đặt ra, trong đó thông tin thêm về một số đặc thù của đô thị dùng biên giới. SIS Cần Thơ hợp tác điều trị bệnh dân đột quỵ tại Đồng Tháp. Đó là đề nghị của Bệnh viện Đa khoa quốc tế SIS Cần Thơ Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch Cần Thơ tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu. Đây sẽ là cơ hội tốt góp phần mang lại hiệu quả cao trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh nhân đột quỵ tại địa phương. Hàng năm Việt Nam có hơn 200.000 trường hợp bị đột quỵ, trong đó khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có hơn 10.000 trường hợp. Khả năng can thiệp nội mạch cấp cứu đột quỵ tại các bệnh viện địa phương hiện nay còn hạn chế. Chính vì vậy, việc xây dựng mạng lưới cấp cứu can thiệp đột quỵ tại Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có đồng tháp được xem là giải pháp thiết thực để điều trị kịp thời cho người bị đột quỵ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ xây dựng kế hoạch hợp tác, tổ chức chuyển giao nhân lực, phương tiện kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân đột quỵ tại địa phương. Đồng thời chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng cho người dân về cách nhận biết, phòng ngừa và điều trị bệnh đột quỵ. Hôm nay lần đầu tiên Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi gặp gỡ các doanh nghiệp mới thành lập trong quý 1 2020. Buổi gặp gỡ nhằm tạo sự kết nối, lắng nghe và chia sẻ với những trăn trở của các doanh nghiệp mới thành lập. Có 40 doanh nghiệp tham gia buổi gặp gỡ này. Tại buổi gặp gỡ, các doanh nghiệp mới đã chia sẻ về ngành nghề kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp mình, những nhu cầu và khó khăn bước đầu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp mới còn được cung cấp nhiều thông tin về những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ các cơ quan quản lý nhà nước trong từng ngành lĩnh vực, giới thiệu hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục đầu tư, thành lập doanh nghiệp cũng như vai trò của Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa phấn khởi khi đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, số lượng doanh nghiệp thành lập mới ngày càng nhiều. Ông Phạm Thiện Nghĩa đề nghị tất cả các doanh nhân mới hãy tự tin hơn nữa để đóng góp nhiều cho xã hội, cho doanh nghiệp mình lãnh đạo tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp dương xa hơn nữa để đưa Đồng Tháp ngày càng phát triển. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã trao hai quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính và điều động giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp. Theo đó, bà Ngô Thị Ngọc Sương, Trưởng phòng Phòng Kinh tế thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính. Ông Trần Tấn Lực, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, được điều động và giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017-2022. Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương chỉ đạo các sở ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện đẩy mạnh ra soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức đến các tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Các thủ tục hành chính theo mô hình hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà và đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh